Túi dâu tây của anh Hoàng Sôi. Thì hôm nay mình nghĩ ra một cái ý tưởng khá là thú vị anh em. Đó như là mình giả vào là nhận tiền booking quảng cáo ấy. Ăn đồ. Bảo mọi người review. Nhưng kiểu là nếu mà cho ăn cái này không thì nó bình thường quá các bạn. Mình sẽ cho mù tạt vào đây ấy. Được. Hảo án. Mình sẽ cho ông ấy không dám nhà ra luôn. Bởi vì mình nhận booking quảng cáo thì bắt là mọi người phải khen đi. Bởi vì bình thường là nhà quảng cáo thì cho mình quảng cáo thì mình phải khen thì người ta mới trả tiền chứ. Chứ bây giờ chê thì thằng nào trả tiền cho mình đúng không? Đúng. À thì mình sẽ nhét cái wasabi vào trong đây. Hôm trước mình có ăn thử thì mình thấy là cái trong cái ruột của cái quả dâu tây này nó bị rỗng anh em ạ. Mình sẽ nhét đầy wasabi vào trong cái gọi là cái ruột này nhá. Để cho anh em ăn thử và anh em review nhá. Đó. Mình không cho mọi người nhè luôn. Nói chung là mọi người cứ lại bàn chôn của mình nhá. Mình sẽ bây giờ mình sẽ bóc cái này ra. Đấy, mình sẽ cho quả vào đây. Mình đổ hết. Nói chung mình sẽ đổ hết cái wasabi này vào cái quả này. Mình sẽ làm cho mọi người xem. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy rỗng chưa? Đấy. Rỗng này. Đây là mình sẽ nhét wasabi vào đây nha. Wasabi mới tinh luôn, mình vừa mới mua luôn. À thế à? Rồi. Mấy ông ăn thì thôi rồi đấy. Nhìn cái đấy, nhìn cái lúm của nó ấy. Tí lửa. Đấy. Các bạn thấy chưa? Mấy ông ăn thì chắc tí đã để ý đâu mà. Mình cứ bảo là cái gọi là cái quả dâu tây nó thế, nó phải lúm, nó phải xanh. Mấy bố mấy ông chả để ý. Mình mang nhiều dụng cụ lắm. Để nhét được cái đống gọi là wasabi vào trong đây mình mong một đúng dụng cụ này. Đấy. Không phải đơn giản đâu. Mình sẽ làm hết trong này nha. A few moments later. Ok các bạn ạ. Chúng là mình cũng cho được khá là tầm 20 quả. Và mình sẽ để gọi là mấy quả bé bé xuống lên trước, mấy quả xấu lên trước. Xong mình sẽ để mấy quả gọi là mình để wasabi vào đấy. Cho lên trên đầu để mấy ông bốc phải mấy ông ăn nhá. Đây, chung mấy quả to mình sẽ để hết lên đầu, mấy quả to mình cho hết vào rồi. Để bẩn nó cho vào luôn. Hả? Kiểu gì anh từng ăn phải cái này. Đây các bạn nhìn này. Xích két. Rồi. Lỡ nhận tiền review. Mà review mà không khen thì huh?
Ảo thật đấy. Chú ơi, quảng cáo này. Đây, em bảo quay đây. Được không? Anh review đi. Đây. Quay giới thiệu, ok hôm nay mình giới thiệu đúng không? Không, không phải giới thiệu, bây giờ sẽ ăn nhá. Ăn và đánh giá sản phẩm. Không phải giới thiệu, bây giờ sẽ ăn nhá. Ăn và đánh giá sản phẩm. Được rồi, thề. Ăn chị. Em sẽ không phải. Không, nhưng mà anh ăn đi nhá. Sản phẩm sản phẩm nó không ngon, phải bảo là ngon. Ôi trời ơi. Đúng chút nào rồi. Số của anh HX nghe. Hả? À, số HX nghe. Được không? Dâu tây ăn, dâu tây cũng sợ trường luôn chị em. Ơ gì à? Kia ơi! Lan! Lan à! Review gì đưa lên? Ăn từ từ, ôi đủ ánh sáng kìa nhỉ? Đủ đủ ạ. Ừ, đủ ánh sáng, ra môi đây, môi đây. Đâu? Đấy đi anh em set set up đây để em quay. Quay quay luôn. Thôi, mày đừng có bục quét. Luôn anh. Thử cái mày ngồi, ngồi ghế làm hoang mang lịch sự. Mặt nước cũng phải sáng sủa trông. Anh mặc cái áo vào, anh cũng trần đấy. Chiếc là mùi son. Mùi son thì sao? Nên hình phải mùi son như thế này. Cái này cái này đi. Đây cho cái đáng không tí nữa đây. Đây. Lô. Nào sang này. Bia đi, chuẩn bị ăn đi. Đang quay review quảng cáo nhá. Anh đang quay review dòng quảng cáo sản phẩm rồi. Cứ đâm thẳng đi. Đâm thẳng đi nhá. À, con mày đi xe ra ngoài kia, mày đón béo anh à, ở đầu làng ấy. Hả? Là hai đứa đi ra, hai đứa đi cả hai xe. Cả hai xe, đúng rồi. Ừ, đâu, nó để đấy, cũng chuyển ở đây. Thế này, quảng cáo thì mình cứ bảo, thôi đem 3-2 nghìn ghế đấy, xong bắn anh nhá. Thì đây, bắn đi, bắn cho anh đây chứ. Ờ, rồi. Em nhìn em từ trước giờ em tham gì đâu mà. Bốc phét ít thôi. Em quảng cáo đây, em bắn cho anh. Để chỗ này đi. Đến đây, đến đây. Ra ngồi đây. Ngồi chứ quay xem không? Ra. Đây ngồi đây. Chồng đi rồi đây để ngồi đây. Luôn. Rồi nha, không có ấy đâu nha. Đấy nhá, gì? Ấy nó bảo là review mặt tươi với cả là đấy, ra ngồi cái này. Ăn ăn kiểu ngon miệng ấy. Ừ. À, chú ngồi đây ạ. Ngồi ăn ngon tướng đi. Ra ngồi thôi. Nào. Đợi mình đợi đây em. Rồi. Đổ đây. Đổ đẹp đổ rồi. Đổ nửa thôi, đổ nhiều quá thì nó chỉ bốn nhất ấy thôi. Có 5 lít. Nó bắn cho em trước cọc anh hiểu không? Đấy, để đây trước 10 triệu. 10 triệu thì bây giờ thì cọc thôi, gửi 5 lít thôi, bây giờ gửi demo nó xong phát là nó sẽ gửi lốt 9 triệu rưỡi. Mỗi thằng là 10 triệu đấy. Ok. Nó làm số này AP đầu tư hết nhỉ? Số HX nghe số HX. Con quả to đúng không? Đấy. Bây giờ từ từ ok là các cái quả này là có đây các cái đầu này nó kiểu nó làm giả ấy, nó làm giả gọi là cái lá với cả cái cuống thì nó hơi xanh xanh tí, ăn cả cái đấy ngon mà. Lừa rồi nào, thấy chưa, mình mời các bạn nhá. Nào từ 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 nào, anh nào set up đi cho để ấy nào. Bắt đầu nhá. Cười lên cười lên nào, cái này phải tuyệt vời thật. Đó đi ra đi Đà Lạt thì ăn đông tây em nhỉ. Rồi bắt đầu anh em phải nói là qua Mỹ, phải nói hai vào hiểu không? Là 1 2 3 bắt đầu rồi. Mà sao áo bạn chưa? Mày cười đối. Cười đấy. Quảng cáo. Cố quảng cáo. Nó chỉ mấy phút thôi mà anh, mấy phút thôi.
Có mày cười, cười đi, ngồi đứng hẳn lên. Vị trí đây. Cười hẳn đấy. Ừ, ngoan ra ơi. Không, anh Tùng ăn thấy ngon quá là xúc động các bạn ạ. Anh Tùng ăn thấy ngon quá là xúc động các bạn ạ. Ông mình bảo là quảng cáo phải tươi cười lên, ăn là ngoan. Đấy là em các bạn. Mày tươi mình ăn được đây. Ngoan. Vị lao động lạ mình bông lắm mọi người ạ. Vị lao động lạ mình bông lắm mọi người ạ. Anh Tùng cười ạ. Anh Tùng cười. Ngon rồi, ngon rồi, tươi tươi. Bốc phét ít thôi. Bây giờ mọi người sẽ ăn được 3 quả hạt để review mọi người ạ. Đấy, thế nên bây giờ mọi người giãn hết đi. Ăn thôi đấy ra. Đây, anh ơi, cứu hộ nóng quá anh ạ. Hả? À, ngon, ngon, ngon. Ôi, chú Long ơi. Chú Long không được thở như thế. Chú Long không được thở. Hiểu đấy. Ăn thôi đây. Nha ngay xong bắt đầu cảm nhận nó ngon như thế nào, phải dỗ ấy. Rơi giòn mà, nên mày phải... À, mày thử nhai sột chứ mà. Nào, nhai đi. Nào, đang... nên quảng cáo anh ơi. Đi hả? Đâu? Đây là ấy mà. Không được nghe đâu, mình nhà shop nhìn thấy có đánh giá. Đúng. Thôi lại nào, quay lại đi. Thôi, ấy nhá. Không. Thôi, quay lại, em cắt quảng cáo đi nhá, quay lại quảng cáo khác. Cắt đi. Quay lại cái quảng cáo khác. Quay lại nhá. Quay lại nào. 10 triệu đấy mỗi người, 10 triệu tổng là 560 triệu đấy. Hả? Cái một phút léo nào đấy. Đã quay. Đâu, tắt rồi. Cái đoạn này mà em có thể cắt đi đâu, nhưng mà làm cái sao bác thằng em mua ở đâu đây? Thà bút đây, thà bút xào đấy. Sốc hoàng ích đéo gì. Không thở được. Ăn hơn kiểu đéo gì. Hôi xăng cái cây xong rồi lấy nước mắt ra. Hôi cái cây á? Nào. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mẹ thật đói. Mọi người ơi, mọi người nên mộ của sốc này nha mọi người ơi. Linh hạ, link sản phẩm sẽ để anh Tùng mô tả. Tạm đi mọi người thẳng mặt đây. Chưa mình ăn dâu dây là ngon như dâu dây này anh em ạ. Đéo tin. Ngon quả cá lên não luôn đấy. Bằng tốc luôn. Bằng tốc. Dâu dây, cái chữ ăn lên chín được rồi. 10 điểm. À, em trái dâu rồi, ngon cực kỳ luôn, cực kỳ ngon luôn. Tôi làm từ những quả dâu uy tín nhất cho mọi người. Quẹ. Ăn cực kỳ ngọt như cả dâu tự nhiên. Anh ơi. Trời ơi. Ngon. Ngon. Ngon thì không luôn. Quả dâu kiểu từ bé. Xúc động quá. Từ bé nó được ăn quả dâu tây này hả? Ngon muốn ăn sốt luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây, như quả. Đi như quả dâu này. Đây là. Ngon. Đói. Anh Tùng ơi. Đây. Ngon. Người ngon thật em ạ. Đây nhá. Đây là những quả dâu gọi là dâu. Đây là những quả như này này. Đây là những quả dâu mà kiểu dâu xanh. Nó vẫn còn kiểu ngon tươi ấy. Thế cái đầu nó vẫn còn xanh, lúc mà nó sấy nó vẫn còn màu xanh này. Cú được không? Chú Long ơi, ăn những quả này đi. Quả này là ngon. Những quả này à?
Cái quả này nó có cái gì nhá? Nó không có cái gì, cũng nghe đây này, anh chả biết chúng nghe, không hiểu không? Ăn xong đây này, ăn xong đây này phải cần nước đấy các bạn nhá. Đây đúng không? Nhưng cái quả của nó có cái cuống xanh này đúng không? Tưởng tượng đây rất ngon, giá rẻ đúng không? Ăn được nó ngon đúng không? Giá này giá siêu rẻ luôn. Đây, giá siêu rẻ anh em ạ. Đây, đây, để ăn bốc review nốt đi. Đây, chú ăn quả xanh xanh kìa. Cuống khang. Ờ, màu xanh. Đây, ừ, quả đấy màu xanh, chú ăn đi. Mẹ ông im mẹ á mồm đi. Quá ngon luôn, thật sự nước đây là những quả này cực kỳ chất lượng luôn đấy. Quả nào của mình màu xanh như thế. Quả đấy là quả đầu xanh. Cái quả mà tôi luôn ý, là tôi là cả tôi lút chửi luôn ý, nó bị hỏng, anh hiểu không? Không có cáo được không? Không có cái chân răng anh đấy.
Không biết. Nó là cái gì nhỉ? Cái cuống chú dâu tây ấy. Hả? Dâu tây nó có xanh không, nó sấy nó không còn còn màu đấy đấy. Ôi giời, đẹp không? Không có đâu. Đấy nhá, chú đẩy máy quay tăng đi nhá ông. À, đấy nhá. Vâng vâng. Tao không có làm đâu. Cái quảng cáo gần xong rồi sao mày à? Đây, cho anh béo, cho anh béo đi. Ừ, anh béo ơi. Có mạch à mày. Đi ơi. Lâu cái này có mạch ơi. Cái gì đấy? Ăn được không? Cái này. Ăn nó bóp. Cái tươi nhờ. Anh ơi, em đâu mà nó lừa đấy. Mày ăn đâu mày.